that you love me, even if it's fake. Hi, hello các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh channel của mình. Hôm nay mình sẽ xin vợ ốp buổi sáng và mình sẽ làm một cái chia sẻ về cái kinh nghiệm chạy dyno cho anh em. Thì hôm nay mình có hẹn với anh Cường mô tô ở trên quận 12 đi chạy dyno cho xe mình với lại xe của một bạn ở trong team. Sẵn ảnh cũng đi chạy dyno cho khách của ảnh là chiếc BMW. Ok, bây giờ mời anh em theo mình. Cái chỗ chạy dyno là ngay 204-206 đường Chợ Lớn, phường 6, quận 6, phường 11 hay là phường 6 mình cũng không nhớ nữa. Mình nhớ na ná là ở quận 6 thôi. Nó nằm đối diện ngay chỗ quán Ba 2000. Thì quán Ba 2000 nói chung là phần lớn ai ở quận 6 cũng biết. Thì cái quán Ba này nó cũng lâu đời lắm rồi. Quán Ba này cũng khoảng 2-30 năm. Từ rất lâu rồi. Từ vì mình nghe cái quán Ba 2000 này là từ cái thời mà chú Năm Cam lận. Rồi ok, giờ mấy anh em đi theo mình nha. Giờ là 9 giờ mấy, trời cũng khá nắng. Chạy lên trển chắc đổ mồ hôi hột luôn. Rồi hẹn anh em trong 15-20 phút nữa. Ok. Oh yeah, sau nửa tiếng lặn lội lạc đường và vòng tới vòng lui thì cuối cùng mình cũng đã đến được nơi mà mình cần đến, đó là địa chỉ 204-206 đường Chợ Lớn, quận 6. Đó là mô tô 2K. Thì khi mình tới nơi thì mình đã thấy anh Cường đang trong phòng dyno canh chỉnh con BMW rồi. Thì một bạn trong team của mình cũng đã tới trước mình, thì đi chiếc đội 6 tới trước rồi. Còn mình là tới cuối cùng, tự do nhà mình xa nhất. Ok anh em, để mình vô để mình coi cái đã. Ở đây nhân viên khá đông đúc, thấy vô thấy cười nói cũng niềm nở. Cái
cái bô zin thì thường thường mấy cái xe zin đó thì nhà chế tạo người ta đã map chuẩn nó rồi, khi mà gắn cái bô khác mà không phải của nó thì bắt buộc anh em phải, nếu mà muốn chuẩn xăng gió anh em phải chạy dyno. Có hai cách, một cách thì mình sẽ chạy bằng bản map, là có nghĩa là mình sẽ copy những cái bản map ở trên mạng người ta có sẵn là cây bô đó cho cái dòng xe đó, thì chạy thì nó cũng ok, nó cũng không đến nỗi nào, nhưng mà nó sẽ không có mượt bằng chạy dyno. Lên dyno thì chuẩn hơn, vô lên bàn dyno người ta có thể đo được là cái lượng khí thải, cái lượng xăng mình tiêu hao hay là mình thải ra là bao nhiêu. Thì lúc đó thì nếu mà dư xăng phải chỉnh trực tiếp ở trên máy luôn, là mình sẽ chỉnh trực tiếp vô cái cục quýt ship của mình, cái cục ba dắt. Như xe màu đỏ này là xài PC5 và quýt ship là của Dynojet. Còn xe mình thì tại quýt ship của Heltec và đi bộ chỉnh xăng của thằng ba dắt. Hiện tại em R6 đầu tiên chạy bô Yoshi Dyno được 107 mã lực. Quá êm cho một con Yamaha R6 Tech 209. Xe này là vô bộ cổ với lại bô Yoshi full, nhưng mà cổ là cổ inox full nha, chứ không phải là cổ titan full. Rồi ok. Rồi chuẩn bị đẩy ra. Xe mày là đời 2008. Chiếc màu đỏ đời 2008 nè, hồi nãy mình nói lộn là 2009. À, lắp chuẩn là 107 nè. 107 à. Hai chân. Hai chân. Bạn giờ đi đi nó tông với tông tính tiền. Thì lớp đầu chùi thôi, chứ đi cái lớp gì. Giờ bắt đầu con ngựa thứ hai là nắm lệnh khu Thanh Na nè. Đó. Xe này xe là đầu biết bao nhiêu anh giao thông dí rồi mà chưa bắt được á. Bao luôn, riêng cái đoạn An Bình là bắt mình 2 lần rồi đó. Riêng đoạn An Bình là dí mình 2 lần rồi. Giờ bắt đầu tới con chiến mã của mình, lên bàn dyno. Cảm giác bây giờ mình rất là hồi hộp, giờ không biết tả sao luôn, mình nói chung là đang sợ. Rồi ok, chờ coi em nó được bao nhiêu mã lực. Sao bây giờ mình phải ra ngoài, chứ cái bô mình là nó hơi bị ồn, rất là ồn. Bắt não. Rất là ổn.
đỉnh quá. Xe ta chạy có 107 ngựa là dữ lắm rồi má. Xe này chạy lên 200 mấy đứt dây ga, ga hồi về đéo kịp đứt luôn. Má vậy nồi thì. Rồi, chúc mừng bạn chiến sĩ đứt ở dưới. Đứt ở dưới rồi, đứt luôn. Đứt ở khúc giữa luôn mới ghê chứ. Rồi, mở banh chậm rồi. Mẹ dây này gần đứt luôn rồi. Đứt ở dưới hả? Chết mẹ, xét quá. Đứt ở dưới. Giờ phải mở banh chậm rồi. Mình rộ quá, mình tìm cái thằng đi mua được mình biết được chứ.